đầu cùng các bạn nằm ngoằm đường tre vàng đẹp nhất của khu du lịch sinh thái Giao Dòng. Mời các bạn cùng đi với Phương Vi Channel nha. Da vàng đâu Vi? Ở đây. Nhưng mà da vàng lớn nhất còn đẹp hơn nữa, màu sắc sặc sỡ hơn. Mình sẽ dẫn các bạn đến bụi da vàng. Đừng cha bạn với Phương Vi Channel nói nha. Phương Vi Channel nha.
Có dịp các bạn nhớ vô tham quan nha. Bây giờ tiếp theo Vi sẽ đi vô khu du lịch sinh thái Áo Dâm. Tiếp theo Vi không có channel nha. Bạn nhớ đón theo video tiếp theo của Phương Vi nha.